Sáng nay ngày 28 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh có 11.422 cơ sở nhà đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý, bao gồm 364 cơ sở nhà đất của các sở ngành và đơn vị công lập cấp tỉnh 11.058 cơ sở nhà đất của các huyện thị xã thành phố. Quá trình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc do những bất cập trong quy định của pháp luật, nhất là trong việc xác định bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều cơ sở nhà đất còn thiếu hồ sơ pháp lý hoặc hồ sơ chưa chính xác. Công tác giả soát, cập nhật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan khác đang còn chậm. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu rõ, mặc dù các sở ngành địa phương đã tích cực chủ động trong việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý nhà đất dôi dư, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tăng cường trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỳ cương trong quản lý sử dụng tài sản công, tích cực thực hiện sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất theo phương án đã được phê duyệt ra soát lại tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc đối tượng phải sắp xếp lại. Trên cơ sở đó, nếu phát hiện bất cập thì phải kịp thời lập phương án điều chỉnh bổ sung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình xây dựng và thực hiện phương án cần công khai minh bạch, phù hợp hiệu quả, tránh lãng phí so với nhu cầu sử dụng của các đơn vị nhận chuyển giao. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để xử lý nhà đất dôi dư phù hợp với quy hoạch, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định giá khởi điểm để đấu giá trong bán chuyển nhượng tài sản công, đảm bảo công khai minh bạch đúng pháp luật, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đảm bảo tối đa lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời đối với đề xuất xử lý tài sản công dôi dư của địa phương đơn vị.